Hoàng Nam và Phương Hiền. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với game show Đấu Trường Tương Tác, một chương trình truyền hình thuộc bản quyền của tổ hợp truyền thông Tương Tác. Và các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa kết thúc phiên live stream con số may mắn vô cùng cam go phải không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng tôi lại có mặt ở đây để gửi đến các bạn những câu hỏi cũng như là những giải thưởng hấp dẫn không kém trong những chương trình của chúng tôi. Và hiện tại thì chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên 4 app, đó là app THPON, PPTV Go, BGTV Go và Hưng Yên TV Go. Vâng, anh chị em nào mà đang theo dõi chương trình ở trên live stream ở trên Facebook thì nhớ tải một trong 4 app chúng tôi đang hiển thị trên màn hình để có cơ hội tham gia trả lời những câu hỏi trắc nghiệm, dinh về cho mình những phần quà tiền mặt vô cùng hấp dẫn. Phương Yên thân mến, cũng như tôi vừa công bố ở trong cái mini game con số may mắn thì là vào thứ hai tới chúng ta sẽ có một cái format hoàn toàn mới có tên gọi là Check In Tương Tác sẽ lên sóng cũng cái hệ thống 4 app của chúng ta. Thì quý khán giả sẽ có thể chờ đợi điều gì từ Check In Tương Tác đây Phương Yên? Một cái điều bật mí nho nhỏ đến các bạn, đó là ở chương trình Check In Tương Tác thì các bạn sẽ có cơ hội gọi là được check in trải nghiệm những cái địa điểm có thể nói là trải dài từ Nam ra Bắc đi, tất cả những cái địa điểm vui chơi ăn uống này. Vậy nên là nếu mà chúng ta đang có cái kèo gì của bạn bè mà chúng ta còn chưa biết địa điểm đi chơi ở đâu thì chắc chắn là phải theo dõi cái chương trình này rồi. Bên cạnh đó thì với giải thưởng vô cùng hấp dẫn quý vị nha, lên đến 2 triệu đồng đấy Hoàng Nam ạ. Nghe rất là hấp dẫn đúng không nào? Và theo thông tin bên lề nữa mà tôi cũng được biết là chúng ta cũng sẽ có những khách mời rất xinh đẹp sẽ xuất hiện trong Check In Tương Tác số thứ 2 tới đây. Và bên cạnh đó thì mini game con số may mắn cũng sẽ diễn ra hàng ngày từ thứ 2 tới thứ 6 nha quý vị khán giả ơi. Cổng bình chọn con số thì sẽ được diễn ra vào buổi chiều cùng ngày cho tới buổi trưa 11:50 ngày hôm sau nha quý vị khán giả. Rồi, đó là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị khán giả trước khi chúng ta bắt đầu đấu trường tương tác ngày hôm nay. Và ngay bây giờ tôi sẽ công bố luật chơi cũng như giải thưởng của game show Đấu Trường Tương Tác. Xin mời. Chúng ta sẽ có luật chơi như sau nha quý vị khán giả ơi. Chương trình sẽ đưa ra 12 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian trả lời là 15 giây cho mỗi câu. Các mốc quý vị khán giả đạt được sẽ là mốc 3, 6, 9, 12. Mỗi mốc sẽ tương ứng với gói quà 500.000 đồng chia đều cho những bạn khán giả đạt được. Và các cái mốc đúng này thì quý vị khán giả không cần phải là những câu đúng liên tiếp nha, chỉ cần đúng 3 câu, 6 câu, 9 câu hoặc là trừ khi trừ cái mốc 12 thôi anh chị em ạ. 12 thì chắc chắn là chúng ta phải đúng từ đầu đến cuối rồi. Còn lại thì không cần đúng liên tiếp, chỉ cần thỏa mãn là đúng 3 câu, đúng 6 câu, đúng 9 câu là chắc chắn nhận được phần quà tiền mặt tới từ chương trình nhá. Tổng giá trị giải thưởng qua 4 mốc là 2 triệu đồng nha quý vị khán giả ơi. Rồi, và có lẽ chúng ta sẽ tới với đúng cái chat note một chút để gặp gỡ những comment của quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua app của chương trình. Xin mời hiển thị thanh chat tới từ bộ phận kỹ thuật ạ. Ngày hôm nay thì không biết là có bao nhiêu bạn khán giả đang theo dõi cùng với chúng tôi đây. Xin chào Thái Ngọc Hiệp, mốc 3 là lính mới thôi. Xin chào Trọng, chào Củ Khoai. Này hỏi khó quá. Có lẽ là anh chị em nào mà còn đang theo dõi livestream của chúng tôi qua Facebook thì nhanh tay nhắc lại này, tải một trong 4 app THPON, BPTV Go, BGTV Go hoặc là Hưng Yên TV Go về để tham gia tương tác, trả lời những câu hỏi dành về cho mình những phần quà tiền mặt vô cùng hấp dẫn. Bật mí một chút là những câu hỏi của chúng tôi trong chương trình hôm nay cũng sẽ liên quan tới những cái địa điểm xuất hiện ở website tương tác.tv nha quý vị khán giả ơi. Rồi, các bạn khán giả đang hô hào nhau này. Phương Ly thì đang nhờ bạn khán giả Long lát nữa là hỗ trợ. Có vẻ như là chúng ta cũng có thêm rất nhiều người bạn mới thông qua chương trình phải không nào? Rồi, Nguyễn Văn Thưởng thì đang cố gắng là kiếm về cho mình mốc 3. Phương Ly thì đặt target là mốc 12. Tôi rất thích tinh thần của Phương Ly nhưng không hề khó một chút nào đâu quý vị khán giả ơi. Chỉ cần chúng ta nghiên cứu kỹ một chút trên website của chương trình tương tác.tv là được. Bên cạnh đó thì trên website cũng có rất nhiều những cái địa điểm hấp dẫn. Đúng rồi. Phương Ly đang comment là nay buồn ngủ quá. Thôi cố gắng hết chương trình này rồi đi ngủ là đẹp. Thôi bây giờ không để quý vị khán giả phải buồn ngủ thêm nữa, chúng ta sẽ tới với câu hỏi đầu tiên của đấu trường tương tác ngay sau đây. Câu hỏi đầu tiên của chương trình như sau. Xin mời hiển thị ạ. Bể chứa đầy những quả bóng nhựa rỗng nhỏ đầy màu sắc có tên gọi là gì? Nhà bóng, sân bóng, trại bóng hay trường bóng? Rồi. Câu hỏi mở đầu bao giờ cũng là một câu hỏi không thể đơn giản hơn phải không ạ? Hình như có đang có một chút vấn đề gì đó với câu hỏi này thì phải. Rồi, không sao. Thời gian chúng ta rất nhanh quý khán giả ơi, đã hết rồi. Hai MC còn chưa kịp nhìn và đọc tên. Đáp án câu hỏi này sẽ là gì đây là Phương Hiền? Câu hỏi để khởi động. Nhà bóng là câu trả lời chính xác. Đây có lẽ là một cái bộ môn tuổi thơ mà tất cả những ai trong chúng ta cũng đã từng chơi rồi phải không? Tôi có kỷ niệm là ngã cắm đầu xuống nhà bóng nhiều lắm rồi. 96% quý vị khán giả trả lời đúng. Xin được chúc mừng. Câu hỏi đầu tiên, một câu hỏi không có gì cả. Chúng ta sẽ tới ngay với câu hỏi thứ hai nhá. Tiếp đà chiến thắng này anh chị em ơi. Xin mời câu hỏi thứ hai của chương trình xuất hiện. Phương Hiền hãy giúp tôi đọc câu hỏi thứ hai ạ. Câu hỏi số 2 như sau.
Đâu là từ chỉ việc người hâm mộ các nhân vật hoạt hình, truyện tranh ăn mặc và có điệu bộ giống như các nhân vật gamer, cosplay, stream hay là player? À, gamer, cosplay, stream hay là player đây anh chị em ơi. Cũng đơn giản. Câu này dễ. Câu này có gì đâu. Câu này thì chắc còn có thể là đáp án nào khác nữa ngoài đáp án B. Rồi. Đáp án chính xác là bộ môn cosplay nha. Quý vị khán giả ơi, 95%. Sao mà sai được ở những câu hỏi đầu tiên này phải không nào? Và trước khi tới với câu hỏi thứ ba, một mốc quan trọng của chương trình, thì tôi muốn xem là đang hiện tại có bao nhiêu người đang đạt được mốc 2 đây quý vị khán giả ơi. Bao nhiêu người đang trả lời đúng qua hai câu liên tiếp vừa rồi ạ? 72 vị khán giả đang có cơ hội chinh phục được mốc 3 đầu tiên của chương trình sau câu hỏi tiếp theo. Nào. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ 3, đánh dấu một mốc quan trọng của đấu trường tối đa hôm nay. Xin mời câu hỏi thứ 3. Và anh chị em nào đang theo dõi livestream trên Facebook thì nhớ tải app về để chơi nhá. Không chơi được trên Facebook đâu ạ, mà phải tải app về chơi nha chị em, anh chị em ơi. Rồi, câu hỏi thứ 3, khu tổ hợp vui chơi giải trí ăn uống và bơi lội trên website của Bình Phước có tên là gì? Ozone, Cyberzone, Sazone hay Xzone? Phương Hiền hãy giúp tôi công bố đáp án ở câu hỏi thứ 3 này. Bình Phước nha quý vị nha. Nhớ là Bình Phước nha. Website của Bình Hết Phước. Hết thời gian rồi và đáp án của chúng tôi đó chính là C, Sazone là câu trả lời chính xác. Ồ, có 35% thôi. Đó, hỏi ngay xong một câu lắt léo liên quan tới website tương tác báobinhphuoc.com.vn là có vẻ như anh chị em là chưa ôn bài kỹ rồi. Ông nào nhầm Cyberzone chưa? Cyberzone thì ngày xưa như tôi nhớ là một cái địa chỉ mà hình như là dạng như kiểu là chúng ta quán internet hay là quán gaming gì đó, nên như tôi nhớ không nhầm. Rồi, và như vậy chúng ta đã đi qua 3 câu hỏi đầu tiên của đấu trường tương tác hôm nay. Và ngay bây giờ hãy cùng xem có bao nhiêu bạn khán giả đã chinh phục thành công mốc 3 của chương trình sau 3 câu hỏi vừa rồi ạ. Xin mời Hiển Thi. Và hiện tại thì đang có 20 bạn khán giả đang ở mốc 3 và mỗi bạn nhận được về cho mình là 25.000 đồng. Đầu tiên là bạn Long, Thái Ngọc Hiệp, Phương Ly, Tuyền Nguyễn là những cái tên đầu bảng vị trí ở mốc 3 này quý vị nha. Rồi. Nhưng bạn khán giả còn lại thì hãy cố gắng này để chúng ta có thể thay đổi bảng xếp hạng trong thời gian tới. Và những bạn khán giả đang theo dõi chương trình ơi, hãy cùng nhanh tay tải app để có thể chơi những cái mini game của chúng tôi, trả lời những câu hỏi thông qua 4 app của chương trình nha. Rồi, 4 app đó là THPO này, BPTV Go này, BGTV Go này, và cuối cùng Hưng Yên TV Go. Đó, anh chị em nào đang theo dõi livestream trực tiếp qua fanpage Facebook tổ hợp truyền thông tương tác thì hãy nhanh tay tải một trong 4 app này của chúng tôi. Không chỉ có một mình format đấu trường tương tác này đâu, mà tuần sau sẽ có thêm cả check in tương tác sẽ lên sóng nha quý vị khán giả. Rồi, quay trở lại với đấu trường tương tác, chúng ta sẽ tới ngay với câu hỏi thứ tư. Xin mời Hiển Thị câu hỏi thứ tư ạ. Câu hỏi thứ tư như sau: món ăn đặc trưng của thành phố Hải Phòng là món ăn nào dưới đây? Chè heo quay, bánh tráng trộn, cà phê vợt hay là bánh mì pate? Có vẻ như là đơn giản đúng không ạ? Nhiều anh chị em kêu là các câu hỏi của chương trình hơi khó, nên là hôm nay chương trình đưa đến câu thứ tư rồi mà vẫn hình như vẫn là những câu rất là đơn giản. Những cái câu hỏi như thế này những bạn ở app THPON chắc chắn là đúng rồi, thích lắm đây ạ. Hết thời gian rồi. Và đáp án còn là gì khác nữa nếu như không phải là đáp án D, bánh mì pate là câu trả lời chính xác với 84% quý vị khán giả dự đoán ở câu hỏi này. Chính xác, 84% số đông người trả lời đúng, và tôi nghĩ rằng chắc số đông của chúng ta chắc ở app THPO là trả lời đúng là sẽ nhiều hơn các anh chị em ở những app khác. Rồi, đó là câu hỏi thứ 5 nha quý vị khán giả ơi. À xin lỗi, câu hỏi thứ 4 ạ. Bây giờ chúng ta mới tới câu hỏi thứ 5 này. Xin mời Hiển Thị câu hỏi thứ 5. Cũng là một câu hỏi liên quan đến tất cả Hải Phòng. Một loại gia vị không thể thiếu khi ăn kèm với bánh mì pate Hải Phòng: mayonnaise, chí trương, tương cà chua hay mù tạt? Trời ơi, nghe cái tên thôi là biết là phải chọn cái gì rồi. Cái này mà những câu hỏi này mà không đạt ít nhất là mốc 3 nữa thì anh chị em đừng trách tôi đấy. Đáp án là gì ạ Phương Hiền? B, chí trương là câu trả lời chính xác. Chúc mừng 70% bạn khán giả dự đoán là chí trương nhá. Rồi, một cái loại gia vị không thể thiếu khi mà chúng ta thưởng thức bánh mì pate tại Hải Phòng phải không nào anh chị em? Thì nguyên liệu mà để chúng ta làm chí trương nhá, bao gồm là có tương ớt này, cà chua tươi bỏ hạt trộn với cả tỏi băm nhuyễn, sau đó là cho thêm một chút muối rồi lên men theo công thức đặc biệt của tùy nơi sản xuất, và cũng tùy vào cái cách pha chế thì có thể là chí trương sẽ có thể có cái vị hơi chua nhẹ. Thực ra trong những cái lựa chọn còn lại, mayonnaise, tương cà chua hay mù tạt, thì chúng ta có thể có cũng được, nhưng mà không có cũng không có vấn đề gì, nhưng mà quan trọng là cái chí trương này. Tới Hải Phòng ăn bánh mì pate nhá, mà không có cái chí trương nhá, tôi nói thật, chưa ăn bánh mì pate Hải Phòng đâu, chưa chuẩn đâu anh chị em nhé. Nên là ai mà sắp tới hoặc là có cơ hội tới hè Hải Phòng, hè này xuống food tour Hải Phòng thì nhớ đừng bỏ lỡ bánh mì pate và chúng ta cho một ít chí trương vào ăn cùng xem nó như thế nào. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 như sau. Bánh mì pate Bà Phú nằm ở
khu chợ nào tại thành phố Hải Phòng? Chợ Hòa Bình, chợ Tam Bạc, chợ Cố Đạo hay chợ Núi Đèo? Ồ, câu này khó. Câu này thì khẳng định khó. Vẫn là một câu hỏi liên quan đến bánh mì pate, nhưng bây giờ không phải là nguyên liệu nữa mà là địa điểm nha. Bánh mì pate Bà Phú. Vừa nãy thì cái Sazone là một địa điểm vui chơi giải trí tại Bình Phước. Đó, có những cái hoạt động như là cosplay này. Đúng rồi. Hay là những cái hoạt động dành cho thiếu nhi, nhà bóng các thứ để phụ huynh nào, nhất là mùa hè rồi, cho trẻ con tới đây để có thể là thưởng thức những cái vui chơi giải trí sau những giờ học, rất là thích. Rồi, còn bánh mì pate Bà Phú là một địa điểm có địa chỉ tại số 25N Hồng Quân, Phượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. Ở đây thì là một trong những địa chỉ bán bánh mì pate ngon, có tiếng tại khu chợ Hòa Bình. Nha quý vị khán giả ơi, đáp án chính xác của chúng ta là A. 41% quý vị khán giả đưa ra câu trả lời đúng. Rồi, tất cả bốn cái tên này thì đều là những cái khu chợ rất nổi tiếng tại thành phố Hải Phòng. Thế nhưng tiệm bánh mì pate Bà Phú thì tọa lạc tại chợ Hòa Bình nha anh chị em ơi. Rồi, hết câu hỏi thứ 6 rồi thì chúng ta sẽ phải làm gì Phương Hiền? Có lẽ là chúng ta sẽ phải hiển thị bảng xếp hạng. Những bạn khán giả đạt được mốc 6 phải không nào? Và xin mời hiển thị bảng xếp hạng của chúng tôi xem là có thêm ai đạt mốc 3 và những bạn khán giả nào đã chinh phục thành công mốc 6 qua 6 câu hỏi đầu tiên đấy ạ. Thế là có cái sự thay đổi nào đây không? Tôi nghĩ mốc 3 sẽ có thêm người rất nhiều khác. Mốc 3 đã có đến 84 bạn khán giả và số tiền lúc này các bạn nhận được là 5.952 đồng. Ở mốc 6 chúng ta ghi nhận 5 bạn khán giả. Với hiện tại bây giờ các bạn đang nhận được 100.000 đồng và chia đều cho 5 bạn khán giả. 5 bạn. Rồi chúng ta có Vũ Sơn Bác, Hai Lúa, Tuyến Nguyễn, bạn số điện thoại 4167 và cuối cùng là Nguyễn Quang Tùng. Rồi hy vọng là những anh em đang ở mốc 6 này sẽ tiếp tục cái năng lượng của mình, tiếp tục cái nguồn chiến thắng của mình để vươn tới những cái mốc cao hơn nữa của chương trình. Còn với những bạn khán giả nào đang ở mốc 3 thì cố gắng phấn đấu thêm những mốc cao hơn nhá. Rồi chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ 7. Bật mí một câu hỏi liên quan tới chủ đề âm nhạc. Xin mời. Câu hỏi thứ 7 có nội dung như sau: từ dùng để chỉ thể loại biểu diễn, chỉ dùng nhạc cụ truyền thống không gắn thiết bị điện tử, rock and roll, autotune, pop rock hay là acoustic? Thật ra mình cũng là một người không có nhiều kiến thức về âm nhạc đâu, nhưng ở câu hỏi này thì tôi nghĩ là cũng khá là dễ. Vậy thì tôi sẽ để Phương Hiền cùng một đáp án. Câu trả lời của chương trình cũng như là của Phương Hiền đó chính là D, acoustic. Acoustic là phương án không thể sai. Đúng rồi. Nói thẳng ra là như vậy đi. Acoustic. Rồi những cái bộ môn còn lại thì rock and roll, autotune hay pop rock thì chúng ta vẫn sử dụng các cái thiết bị âm nhạc điện tử rất là nhiều nha quý vị khán giả ơi. Và acoustic thì luôn là một thể loại âm nhạc được mọi người ưa chuộng và yêu thích bởi vì cái sự giản dị mộc mạc đó. Quý vị khán giả cũng hết sức lưu ý này, những câu hỏi của chúng tôi nhé, nó sẽ kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ liên quan tới những cái địa điểm xuất hiện ở trên website của chương trình, nên là anh em phải hết sức chú ý nhá, nhớ link các dữ kiện lại với nhau này. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 8. Xin mời Phương Hiền đọc câu hỏi thứ 8. Câu hỏi số 8 như sau: bữa tiệc cocktail đầu tiên được diễn ra ở đâu? Anh, Pháp, Mỹ hay Ý? Câu này cũng hơi khó nha. Không có một cái ý niệm gì luôn. Đúng rồi. Bữa tiệc cocktail đầu tiên được diễn ra ở đâu à? Cái số lượng các bạn khán giả trả lời cũng chưa nhiều đâu. Chưa nhiều. Câu này khó. Câu này chắc là anh chị em phải chờ tới, nhờ tới sự trợ giúp của Google hoặc là người thân bạn bè gì đó. Rồi, kết thúc rồi. Thế như thế này, quý vị khán giả ơi, bữa tiệc cocktail đầu tiên diễn ra được cho là của một người phụ nữ, của một bà có tên gọi là Julius Watts Jr. ở địa chỉ là St. Louis, Missouri. Mà cái địa chỉ Missouri này diễn ra vào tháng 5 năm 1917 ở đất nước Hoa Kỳ hay còn gọi là Mỹ đó quý vị khán giả ơi. Đáp án chính xác của chúng ta là C với 22% quý vị khán giả lựa chọn chính xác thôi. Trời ơi, còn có đến thì 36% lựa chọn là Ý và 24% lựa chọn là Pháp. Chắc là bởi vì là Pháp và Ý là những cái nôi của những cái món đồ uống rất là nổi tiếng như là cà phê này hay là rượu. Do nên là mà cocktail thì cũng là có một chút liên quan tới những loại đồ uống có cồn, do vậy là quý vị khán giả có thể có một chút nhầm lẫn. Và thậm chí là cái tỷ lệ mà ở Anh cũng không phải là thấp so với mặt bằng chung của một cái đáp án vừa rồi. Đó. Rồi, và một phần kỹ thuật cũng nhắc anh chị em một chút, đó là chúng ta hiện tại chương trình Đấu Trường Tương Tác đang được phát sóng và tương tác ở trên hệ thống 4 app THP On, BPTV Go, BG TV Go và Hưng Yên TV Go. Do đó là anh chị em nào mà đang theo dõi chương trình của chúng tôi qua livestream trên fanpage Tổ hợp Truyền thông Tương Tác thì hãy nhớ là tải một trong 4 app đang hiển thị bên dưới màn hình để có thể tham gia chơi, dành về cho mình những phần quà tiền mặt hấp dẫn. Rồi, trước khi bước vào câu hỏi thứ 9 này thì tôi đang rất tò mò muốn xem là có bao nhiêu anh chị em đang đạt được mốc 8 trước câu hỏi quan trọng này. Xin mời, một phần kỹ thuật hiển thị. Đang có bao nhiêu người đây Phương Hiền ơi? Hiện tại ở mốc 8 này thì mới chỉ ghi nhận có một bạn khán giả thôi. Mốc 7
thì là 9 bạn. Rồi, có 20 bạn khán giả đang chuẩn bị có cơ hội đặt chân vào mốc 6 của chương trình. Bên cạnh đó là thêm 7 bạn khán giả nữa sẽ có cơ hội đặt chân vào mốc 3. Và hình như qua câu hỏi vừa rồi đã có thêm 12 bạn khán giả chinh phục thành công mốc 3 nữa rồi. Mốc 6, mốc 6 có thêm tận 25 người nữa nhá. Khá là bất ngờ đúng không ạ? Hôm nay thì giải thưởng của chúng ta khả năng là sẽ được trao đi cho rất nhiều người nha quý vị khán giả. Và bây giờ thì Hoàng Nam ơi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 9 ngay bây giờ. Rồi, hy vọng là bạn khán giả đang ở mốc 8, cố lên. Xin mời câu hỏi số 9 của chương trình. Câu hỏi số 9 có nội dung như sau. Quán cà phê rooftop tại Hà Nội trên website của chương trình có tên là gì? GOKC, GOK, CNC, GOK hay là CNC? Ồ, khó. Thật ra nhiều khi mình cũng không để ý những cái dữ kiện này đâu nha. Khó thật sự. Đây là một câu hỏi khó. Trước khi công bố đáp án thì cái quán cà phê này, quý vị khán giả ơi, họ sẽ có những cái đêm nhạc acoustic vào thứ bảy hàng tuần. Bên cạnh đó là ngoài những cái, mặc dù tên là quán cà phê, nhưng bên cạnh những cái món đồ uống cà phê truyền thống, trà hay là nước hoa quả, thì họ rất nổi tiếng với những cái món cocktail hay là mocktail. Là mocktail là các đồ uống mà nó tương tự như cocktail nhưng mà nó không có cồn thôi. Đấy, nên là chị em tới cái địa chỉ này thì hoàn toàn có thể là có rất nhiều sự lựa chọn để chúng ta uống đồ uống truyền thống cũng được này, uống một chút cocktail, mocktail, thưởng thức âm nhạc vào tối thứ bảy thì cũng rất là tuyệt vời. Và đặc biệt địa chỉ ở cái địa điểm này là tầng 8 và 9, số 15, ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và tên của cái địa điểm này sẽ là gì đây Phương Hiền? Đó chính là đáp án B của chương trình. GOK CNC là đáp án chính xác. Rất nhiều bạn khán giả 60%. Lựa chọn đúng ở câu hỏi này. Có vẻ như là chương trình gợi ý là lên website của chương trình để có thể là ôn bài một chút thì đúng anh rồi. Chị em là rất là nhanh đúng không nào? 60%. Và tôi nghĩ rằng bạn khán giả xuất sắc vừa rồi ở mốc 8 sẽ chinh phục được đấy nhé Phương Hiền nhé. Chúng ta vừa kết thúc một câu hỏi liên quan đến một kiến thức ở trên website của chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi khoan đã số... Phương Hiền, chúng ta sẽ phải đúng rồi, chúng ta đã phải xếp hạng đã, khỏi nôn nóng tôi quá. Tôi đang chờ đợi cái bạn khán giả ở mốc 8 vừa nãy sẽ chinh phục thành công mốc 9 này. Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị ạ. Chính xác rồi, tôi dự đoán là chỉ có chuẩn thôi. Xin được chúc mừng hai lúa đã chinh phục thành công mốc 9 của chương trình ngày hôm nay. Người đầu tiên chinh phục mốc 9 và đang tạm thời có cho mình 500.000 đồng. Tôi nói là tạm thời bởi vì đúng rồi. Qua sắp tới sẽ còn có 3 câu hỏi nữa để quý vị khán giả có thể cũng có thể chinh phục được mốc 9 như hai lúa. Và thật sự là dù sao thì hai lúa cũng là một bạn khán giả vô cùng xuất sắc đến thời điểm hiện tại rồi đúng không nào? Và ở mốc 6 của chúng ta thì cũng ghi nhận đến 46 bạn khán giả rồi. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là không chần chừ nữa, một câu hỏi tiếp theo sẽ gửi đến quý vị khán giả. Đó là câu hỏi số 10. Bật mí với các bạn khán giả, ở câu hỏi số 10 này sẽ là một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực hóa học. Ẩm thực hóa học nha anh chị em. Thêm một tí dữ kiện nữa cho anh chị em có thể có gợi ý. Và câu hỏi số 10 của chương trình như sau. Xin mời ạ. Chất chống oxy hóa có trong trà gạo lứt là gì? Selen, flavonoid, mangan hay là glycerin? Tôi hiện ngày xưa học giỏi hóa. Ôi thật ra là tôi không học giỏi những môn tự nhiên nha. Và thậm chí là trà gạo lứt thì uống rồi, nhưng mà để nói là chất chống oxy hóa gì có trong cái món này thì có lẽ là khoai. Tôi không biết. Rất khó, câu này thực sự rất khó. Bắt đầu cái thử thách rồi. Có 29 bạn khán giả tham gia trả lời qua app BPTV Go, 68 người trả lời ở THT On và một bạn khán giả trả lời qua BPTV Go. Câu này khó này. Theo như những cái kiến thức hóa học ít ỏi của tôi còn sót lại, đến thời điểm này thì glycerin thì như là một cái chất có tác dụng là giữ ẩm, cái thường dùng trong mỹ phẩm cơ, mà những chất này thì người ta sẽ không sử dụng ở trong đồ uống. Đó, glycerin là một chất hoặc chất có trong những cái sữa rửa mặt hay là thường là trong sữa rửa mặt để có thể giữ ẩm. Nhưng mà nhắc đến gạo lứt thì cũng là một trong những cái món mà có thể là trong lĩnh vực làm đẹp cũng có, như là mặt nạ gạo lứt này. Đúng rồi. Có. Nhưng mà thường là sẽ là cái dạng bôi ấy, tức là cái dạng gọi là gì Phương Hiền? Những cái thức làm đẹp. Serum đúng không ạ? Ừ, rồi đấy, cái dạng như thế thì là người ta sẽ sử dụng glycerin, selen, mangan, flavonoid thì thực sự là khó. Thôi, cái gì khó thì chúng ta sẽ nhìn vào tài liệu và biên tập cung cấp để công bố đáp án cho anh chị em. Và đáp án đúng ở câu hỏi số 10 này là một chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, chống lão hóa đấy anh chị em. Đó chính là flavonoid. Đáp án chính xác là B, 46%. Quý vị khán giả lựa chọn đúng. Selen, mangan thì là những cái hợp chất có tác dụng khác, không phải là chất chống oxy hóa.
như glycerin đến 38% lựa chọn. Cũng dễ nhầm tại vì là glycerin thực ra là một hợp chất mà nghe rất quen. Đúng rồi. Flavonoid thì nghe nó không quen thuộc bằng thôi. Nhưng mà bởi vì nó tôi nghĩ là do nó có cái hậu tố là noid kia cả nên là anh chị em nghĩ rằng là một cái liên quan đến hóa học thì nó cứ phải noid hay là rin một tí kiểu như thế thì là nó sẽ là đáp án đúng. Và xin chúc mừng những ai đã có cái suy luận chính xác, đó là flavonoid. Nào, chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ 11. Câu hỏi thứ 11 sẽ liên quan tới cái gì đây cô Hiền? Câu hỏi số 11 sẽ là câu hỏi liên quan đến kiến thức về những loài hoa. Nghe rất là lãng mạn phải không ạ? Nào, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 11 của chương trình. Xin mời. Câu hỏi 11 như sau: loài hoa có sự hiếu thảo và trường thọ là gì? Hoa hồng, mẫu đơn, hoa cúc hay hoa lan? Câu này cũng không phải là đến mức gọi là quá khó. Sự hiếu thảo, gọi là biểu tượng của sự hiếu thảo và trường thọ đúng không ạ? Chính xác. Hồng, mẫu đơn, cúc, hoa lan, Phương Hiền. Nếu như bạn là người chơi thì bạn sẽ chọn đáp án nào? Mình đang phân vân giữa hoa lan và hoa cúc. Lan và cúc. Tôi nghĩ chắc là Phương Hiền, cái sự phân vân của bạn nó sẽ cũng giống như những cái bạn khán giả đang lựa chọn thôi. Vì hoa hồng. Hoa hồng ít khi chúng ta nghe đến là hoa hồng liên quan đến sự hiếu thảo và trường thọ. Hoa hồng thì thường là sẽ liên quan đến tình yêu nhiều hơn đúng không ạ? Mẫu đơn thì là vua của các loài hoa rồi, thế nhưng mà mẫu đơn thực ra mẫu đơn cũng là một cái sự lựa chọn mà tôi băn khoăn. Mẫu đơn cũng là mẫu đơn thì là gọi là queen của các đúng rồi. Cái loài hoa đấy. Thế nhưng loài hoa mà tượng trưng lớn nhất cho sự hiếu thảo và trường thọ, chúng ta có một cái loài hoa này thì có một cái loại hoa mà nghe là đã thấy cái sự vạn cái sự trường thọ rồi. Đấy là cúc vạn thọ. Cho nên là đáp án chính xác của chúng ta C. Hoa cúc nha quý vị khán giả ơi. Cho tôi xem đáp án C có bao nhiêu phần trăm quý vị khán giả lựa chọn. 63%. Cũng không có gì khác biệt lắm. Gọi là quý vị khán giả phân vân giữa hoa mẫu đơn và hoa cúc. Rồi. Như vậy là chúng ta đi qua 11 câu hỏi của chương trình ngày hôm nay rồi. Chúng tôi sẽ không để cho cái hồi hộp thì chúng tôi rất hồi hộp đấy ạ. Sẽ không có không hiển thị thêm bất cứ cái thông tin nào liên quan đến những bạn khán giả đạt được bao nhiêu nữa. Và có lẽ chúng ta sẽ ghé thanh chat đi để xem là câu vừa rồi hôm nay chơi thì đang có những cái cảm xúc như thế nào trước khi bước vào cuộc cuối cùng. Xin mời hiển thị thanh chat tới từ chương trình. Không biết là hai lúa lúc nãy có trả lời chính xác câu hỏi vừa rồi không nữa. Đây rồi, Thái Ngọc Hiệp thì bảo là Long ơi giúp tớ. Và khán giả đuôi 1511 thì bảo là xin mốc 3. Sơn Tùng thì hỏi là ai chúng ta đặc biệt là con số may mắn không thì có nhá Sơn Tùng ơi. Bởi nãy giờ khi mà làm chương trình thì tôi có nhìn thấy một vài khán giả xác nhận con số may mắn ở giải đặc biệt. Rồi, rất nhiều những bạn khán giả đưa ra các đáp án khác nhau. Hiệp vẫn như ngày nào. Các bạn khán giả bên trên thì cũng lựa chọn rất là nhiều đáp án. À, không biết là của câu hỏi nào. Tôi nghĩ là chắc là của câu gần nhất. Rồi, cho tôi xem nhiều hơn nữa những bình luận đi ạ. Bạn khán giả Long thì chắc đạt được mốc 9 rồi này. Đang bảo là lên mốc 9 rồi anh chị em. Củ khoai, cuối rồi số 9, chưa hiểu củ khoai muốn nói gì. Đó, Nguyễn Văn Thưởng thì mốc 3, Phương Ly xin mốc 12. Thì hình như là nãy giờ tôi không thấy tên ở Phương Ly mốc 9. Hình như khả năng là hôm nay target của bạn có vẻ là chưa đạt được. Thôi, cố gắng lần sau. Hồ Thanh Thảo, rồi Thái Ngọc Hiểu thì liên tục kêu gọi sự trợ giúp của anh chị em. Không biết là đến mốc mấy rồi, nãy giờ tôi chưa nhìn thấy tên Thái Ngọc Hiểu ở mốc 6 thì phải. Hồ Ngọc Duy Phú, chào các sếp, rất vui. Nguyễn Đức Huỳnh, Hiệp vẫn như ngày nào, làm sao để dùng mốc 6? Câu hỏi của Lê Văn Hải là như thế nào? Tôi chưa hiểu câu hỏi của Lê Văn Hải lắm. Chắc có lẽ là bạn đang bảo là làm thế nào để có thể lên được mốc 6 đây ạ. À, đơn giản thôi, trả lời đúng 6 câu của chương trình là được nhá Lê Văn Hải ơi. Không cần phải là liên tiếp. Rồi. Bây giờ thì Phương Hiền và Hoàng Nam cũng rất là hồi hộp rồi. Có lẽ là sẽ không phải để các bạn quý vị khán giả chờ đợi quá lâu nữa. Vừa rồi thì tôi cũng trông mong là bạn hai lúa là hy vọng là bạn comment cái điều gì đấy. Nhưng mà chưa thấy bạn comment đúng rồi. Và các bạn khán giả ơi, có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay. Câu hỏi có thể nói là có cái tính quyết định rất là cao. Vâng. Câu hỏi số 12, xin mời. Nào, hy vọng rằng hai lúa vẫn đang vững bước trên con đường chinh phục giải thưởng cao nhất của chương trình. Câu hỏi 12 có nội dung như sau: món đồ chơi độc đáo có tại Novo Cafe Coffee and Tea and Brick ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có các lựa chọn board game Lego hoa, Nintendo Switch và Jojo. Jojo. Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là Phương Hiền không biết đã trải nghiệm chưa? Chưa, thật ra là mình chưa có cơ hội đi đến quán cà phê Novo cà phê này. Nên là đây là một câu hỏi mà cũng khá là khó. Nhưng mà không hề dễ. Đúng rồi, nhưng mà để mà nói là khó quá thì cũng không phải. Biết đâu là chúng ta đã ghé đến cái địa điểm này rồi và biết được câu trả lời thì sao. Vâng, quý khán giả thân mến, đây là một cái địa điểm cà phê có hai cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Một cơ sở có tên gọi là Novo Original nằm tại 606/72 đường 3 tháng 2 phường 14 quận 10. Cơ sở thứ hai có tên gọi là Novo Evolus nằm tại số 1 Hoa Cúc phường 7 Phú Nhuận. Đó,
Hiện tại trên website của chúng tôi đã có hóa đơn giảm 35.000 đồng cho hóa đơn từ 100.000 đồng khi mà chúng ta tới Novo Cafe này. Đó, vừa nãy quý vị khán giả có thể thấy là chúng tôi có những câu hỏi liên quan đến Hoa Cúc, đó là địa chỉ tại cái cơ sở thứ hai của cái Novo Cafe này nha quý vị khán giả ơi. Còn liên quan đến câu hỏi trà gạo lứt thì tại đây rất nổi tiếng với món trà gạo lứt, bên cạnh đó là món trà bảy vị, là một trong những cái món must try nha quý vị khán giả ơi. Tới đây thì phải thử một trong hai cái món trà này, trà bảy vị hoặc là trà gạo lứt, lại Novo Coffee Tea and Drink. Còn quay lại câu hỏi số 12 là món đồ chơi độc đáo nào? Thì ở đây nhá quý vị khán giả ơi, đây là một quán cà phê rất nổi tiếng với những món đồ chơi Lego, và đặc biệt là những cái đồ chơi Lego hoa nha anh chị em ơi. Đáp án chính xác là B, Lego hoa. Và thậm chí là họ có một cái website là bán những cái Lego mà chúng ta có thể ghép thành các cái bó hoa này, các cái chậu hoa khác nhau, cái cành hoa rất là dễ thương, rất là xinh đẹp nhá. Vô cùng ấn tượng. Chính xác, anh chị em mà quan tâm thì có thể cái thăm Facebook của cái địa chỉ này để có thể lên đó và xem tham khảo các mẫu, thích thì chúng ta có thể mua trực tiếp ở trên website cũng được nha quý vị khán giả ơi. Và với 37% quý vị khán giả dự đoán, hy vọng rằng là chúng tôi sẽ đọc được những cái tên quen thuộc, đặc biệt là rất mong chờ tên của Hai Lúa. Đúng rồi. Và để làm rõ cho những thắc mắc của tôi và Phương Hiền rất hồi hộp rồi. Nào, đếm ngược đi Phương Hiền ơi. Phải che mắt, phải che mắt trước khi chúng ta xem bảng xếp hạng mất. Phương Hiền che mắt nhá. Và 3 2 1 xin mời. Xin mời. Nào, Hai Lúa, Hai Lúa cổ vũ cho bạn. Có không ạ? Chương trình ơi, chương trình kéo sắc phải cho tôi xem nào. Không có. Không có rồi. Trời ơi. Và cột mốc cao nhất trong ngày hôm nay đó là mốc số 9 với 21 bạn khán giả sẽ nhận được số tiền là 23.809 đồng. Ở mốc số 6 đã lên đến 67 bạn rồi và số tiền được chia đều là 7.462 đồng. Và còn có chúng ta có 101 bạn khán giả chinh phục được mốc 3. Có số tiền là 4.950.000 đồng. Rồi, bên cạnh đó thì các bạn khán giả ở mốc 9, mốc 6 xin lỗi, mốc 9 thì sẽ nhận được thêm những phần quà cộng dồn ở mốc 3, mốc 6. Còn mốc 6 sẽ nhận được phần quà cộng dồn mốc 3 nhá. Và cho tôi xem những bạn khán giả nào chinh phục được nhiều phần quà nhất trong đấu trường tương tác ngày hôm nay nè. Rồi, chúng ta có Hai Lúa, Quang Tùng, Vũ Sơn Tùng, Vũ Sơn Mark. Những bạn khán giả chinh phục được phần thưởng là 36.221 đồng. Đó, đây chúng tôi sẽ để bảng xếp hạng đây một ít để quý vị khán giả có thể theo dõi và xem được là mình sở hữu về phần quà có giá trị bao nhiêu tại đấu trường tương tác hôm nay. Phải nhớ rằng là cài đặt 4 app để chúng ta, một trong 4 app để chúng ta có thể tham gia trả lời những câu hỏi một cách dễ dàng nhất và lấy về cho mình được những cái giải thưởng của chương trình. Và chắc có lẽ là ngày hôm nay những ai mà chưa chinh phục được mốc 12 có lẽ là chúng ta đã phải có gọi là rút cái kinh nghiệm sâu sắc đúng không ạ? Từ lần sau là chúng ta sẽ phải cố gắng dùng nhiều công cụ hỗ trợ hơn nữa, đúng không? Phải ôn tập những cái ở trên website của chương trình là không thể tra được rồi. Nên chúng ta phải ôn tập thật kỹ ở trên website nhé. Chúng ta có website tương tác.tv này, tương tác.báobinhphuoc.vn này, tương tác.thhp.vn. Rồi bên cạnh đó thì những bạn khán giả nào đang theo dõi các cái game show của chúng tôi, đặc biệt là đấu trường tương tác và thứ hai tới đây sẽ là check in tương tác, thì nhớ tải một trong bốn app THT On, BPTV Go, BG TV Go, Hưng Yên TV Go. Và Phương Hiền có thể nhắc lại một lần nữa điều gì chờ đợi quý vị khán giả tại check in tương tác vào thứ hai tuần tới? Sẽ là một chương trình có giải thưởng lên đến 2 triệu đồng kèm theo đó là với vô vàn những địa điểm ăn uống hấp dẫn khác. Đặc biệt sẽ có rất nhiều sự xuất hiện của những KOL đúng không ạ? Của những bạn trẻ, rất xinh đẹp. Chúng tôi sẽ xuất hiện trong chương trình check in tương tác. Còn bây giờ thì có lẽ sẽ phải đến cái khoảng thời gian mà chúng ta nghỉ ngơi một xíu cho buổi trưa rồi, phải không ạ? Thôi đúng không? Và đừng quên một lưu ý nữa, đó là con số may mắn vẫn sẽ diễn ra hàng ngày từ thứ hai tới thứ sáu. Và trường ngày hôm nay trên fanpage tổ hợp truyền thông tương tác của chúng tôi sẽ có một bài đăng để quý vị khán giả có thể đăng ký chọn cho mình con số may mắn. Và thời gian livestream công bố kết quả của con số may mắn tiếp theo sẽ được diễn ra vào 11:45 thứ hai ngày 13 tháng 5 nha quý vị khán giả ơi. Và sau khi kết thúc buổi livestream đó sẽ là thời gian dành cho check in tương tác. Nhớ nha, tải 4 app THP On, BPTV Go, gì nữa Phương Hiền ơi? Và Hưng Yên TV Go, BG TV Go nữa. Đúng rồi. Rồi, đó là hệ thống 4 app của chúng tôi. Nhớ tải app để tham gia những game show hấp dẫn dành về cho mình những phần quà tiền mặt vô cùng giá trị. Còn bây giờ thời gian của chương trình ngày hôm nay đã hết. Hoàng Nam và Phương Hiền xin chào và hẹn gặp lại.